Bảo Anh và Xuân Hiến rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Toàn cảnh 24 giờ do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9 phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ thực hiện. Hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 12. Thưa quý vị, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua trở nên mát mẻ, nếu không muốn nói là khá lạnh đối với người dân phương Nam vốn quen với nắng nóng. Tiêu điểm mỗi ngày ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện ấm áp của một nhóm thanh niên ở huyện Nhà Bè chuyên sửa xe miễn phí cho người không may bị hư hỏng xe trên đường. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nóng sẽ có trong chương trình hôm nay. Đề xuất tháo dỡ trạm thu phí hầm vượt sông Sài Gòn. Đà Nẵng cứu sống 4 người dân trôi giạt suốt 3 giờ trên biển. Bắt đầu giảm giá vé qua trạm thu phí BOT Cần Thơ Phụng Hiệp. Bắt đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. Bình Thuận, xe khách tông hàng loạt xe máy, hai mẹ con chết tại chỗ. Phú cảnh báo tình trạng đột quỵ não do lối sống và môi trường. Tiêu điểm mỗi ngày, sửa xe miễn phí, nghĩa cử đẹp ở góc phố phường. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với thông tin mới mà Toàn cảnh 24 giờ vừa cập nhật. Sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà của ông Võ Hoàng Việt ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà và làm ông Việt tử vong. Do căn nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, trong thời gian ngắn căn nhà đã cháy hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và con ông Việt đều không có ở nhà vì phải mưu sinh ở Đồng Tháp. Ông Việt bị bệnh tai biến, không thể di chuyển nên đã bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa cho biết đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả và đâm chết chủ quán karaoke vào rạng sáng hôm qua tại thị xã Thuận An. Các đối tượng gồm Phạm Văn Hiếu, 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Đình Trung, 19 tuổi, cùng quê tỉnh Quảng Bình, Văn Tấn Ninh, 20 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi và Huỳnh Thị Hằng, 22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, cùng 7 đối tượng khác trong nhóm thanh niên đến hát karaoke tại quán do người đàn ông tên Trung làm chủ. Khi hai nhóm này xảy ra mâu thuẫn, ông Trung vào can ngăn thì bị các đối tượng Hiếu, Trung, Ninh, Hằng dùng dao gậy tấn công làm ông tử vong tại chỗ. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tháo dỡ trạm thu phí hầm sông Sài Gòn quận 2 nhằm tạo thông thoáng cho dòng xe lưu thông. Trạm thu phí này được xây dựng từ năm 2011 nhưng không hoạt động. Hiện nay tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên diễn ra tại đầu hầm Thủ Thiêm kéo dài đến khu vực trạm thu phí này, gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân. Lưu lượng xe qua hầm tăng nhanh so với năm liền kề trước. Theo thống kê, vào tháng 11 năm 2017 của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, số lượng ô tô qua hầm tăng hơn 2,9 triệu lượt, số lượt xe máy qua hầm tăng 9 triệu lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Về tổ chức giao thông, sắp tới Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị thống nhất quy định cấm ô tô từ hầm hướng quận 2 qua quận 1 đi vào làn hỗn hợp trên đại lộ Võ Văn Kiệt vào thời gian cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ để giảm áp lực giao thông. Bổ sung biển cấm ô tô đi vào đường hầm sông Sài Gòn từ nhánh rẽ cầu Can Mét từ 17 giờ đến 19 giờ. Từ 0 giờ ngày hôm nay, chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 Cần Thơ Phụng Hiệp bắt đầu giảm giá vé tại trạm thu phí BOT Cần Thơ Phụng Hiệp. Mức giảm trung bình là 5.000 đồng cho một lượt phương tiện qua lại. Chỉ riêng hai loại phương tiện là xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container được giảm 20.000 đồng. Ngoài ra, các phương tiện tại vùng phụ cận trạm thu phí BOT Cần Thơ Phụng Hiệp là phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang còn được giảm giá 100% đối với xe buýt, giá vé phương tiện các loại. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương cho biết, 3 tháng cuối năm 2017 đã có gần 1.300 doanh nghiệp giao dịch với trung tâm phối hợp cần tuyển dụng hơn 51.000 lao động. Trong đó, lao động phổ thông cần hơn 41.000 người, chiếm 81%, còn lại là lao động kỹ thuật và văn phòng. Nhóm doanh nghiệp may mặc, giày da, đồ gỗ, điện tử, nhựa, sản xuất giày dép, xuất khẩu có nhu cầu tuyển dụng khoảng 30.000 lao động phổ thông. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc thời vụ và bán thời gian trong dịp gần Tết Nguyên đán năm 2017 cũng tăng. Theo ghi nhận, cuối năm nay, nhu cầu lao động tăng cao nhưng các doanh nghiệp tuyển dụng lao động khó hơn các năm trước do thiếu nguồn lao động. Nhiều công nhân các tỉnh miền Trung và miền Tây đã bỏ việc về lại quê nhà vì với mức thu nhập hiện tại, họ chọn làm việc tại các nhà máy xí nghiệp gần quê mới có thể trang trải cuộc sống. Công viên Văn Lang vốn là một điểm đen về tệ nạn xã hội đã được quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cải tạo thành một quảng trường nhạc nước hiện đại. Toàn bộ công viên gần 10.000 m2 đã được lát đá granite cùng với hệ thống đèn màu để tạo ra một không gian người dân có thể tập thể dục, sinh viên, thanh thiếu niên tổ chức các hoạt động nghệ thuật trên địa bàn. Điểm đặc biệt là tại khu vực trung tâm của công viên là hệ thống nhạc nước kết hợp ánh sáng nhiều màu sắc.
Ngoài ra, công viên còn được trang bị Wi-Fi, nước uống miễn phí và một sân khấu lớn. Công trình sẽ đưa vào hoạt động ngày 22 tháng 12 tới. Nhà gương tại Công viên Thống nhất Hà Nội hoạt động từ năm 1979 do chính phủ Tiệp Khắc xây dựng và tặng Việt Nam. Qua thời gian, công trình đã xuống cấp trầm trọng và không còn hút khách. Với mong muốn làm mới lại các công trình đã gắn liền với thủ đô, tác giả Con đường gốm sứ đã thực hiện ý tưởng cải tạo chỉnh trang nhà gương thành công trình nghệ thuật với chi phí gần 8 tỷ đồng. Các bức tranh liên hoàn với những đề tài nối tiếp nhau từ biển Hạ Long, sóng Trường Sa đến trong lòng đại dương. Những bức tường và sàn bên trong nhà gương được các họa sĩ tỉ mỉ gắn những viên gốm và sỏi, tạo nên không gian dưới đáy đại dương lộng lẫy với đủ san hô, sò, ốc, sao biển, hải quỷ và các loài cá. Tổng cộng có hơn 2 triệu viên gốm nhỏ với đủ màu sắc rực rỡ được gắn lên tường. Qua tác phẩm, các họa sĩ cũng mong muốn truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu biển đảo cho các em nhỏ khi tham quan. Các họa sĩ đã hoàn thành công trình sau 5 tháng thi công trực tiếp ngoài công trường, tạo nên một diện mạo mới cho nhà gương, một tác phẩm nghệ thuật giữa công viên. Sáng nay, vùng ba hải quân tại Đà Nẵng đã đưa vào bờ 4 người dân trôi dạt trên chiếc thuyền thúng sau khi tàu cá bị chìm trên biển. Chiều ngày 19 tháng 12, Sở Chỉ huy vùng 3 nhận được thông tin tàu cá QB 98436 của nhóm ngư dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị phá nước. Sau nhiều giờ, các thuyền viên cố cứu tàu nhưng tàu bị chìm khiến 4 ngư dân phải nhảy lên thuyền thúng chờ ứng cứu. Dựa vào phán đoán hướng trôi dạt của thuyền thúng, nhìn hướng gió và dòng chảy, tàu hải quân đã đóng để xác định chính xác vị trí và đã kịp thời cứu vớt 4 ngư dân. Cả 4 ngư dân đã được đưa lên bờ trong trạng thái sức khỏe tốt, tiến hành các thủ tục để trở về gia đình. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người dành những tình cảm tốt đẹp khi nói về thành phố sầm uất nhất ở phương Nam là vùng đất bao dung và trượng nghĩa. Đến với Thành phố Hồ Chí Minh, người ta có thể bắt gặp cư dân của tất cả các vùng miền trong cả nước về đây lập nghiệp, có thể tìm thấy nét văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, đâu đó trên mỗi góc phố ở Thành phố Hồ Chí Minh, những câu chuyện đẹp về nghĩa cử tình nguyện cứ luôn hiện diện và làm cho nhiều người có thêm cảm tình khi đến với thành phố năng động này. Tiêu điểm mỗi ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị câu chuyện về những thanh niên trong nhóm sửa xe miễn phí cho nhiều người trong những lúc mà phố phường ngập sâu sau những cơn mưa hoặc thủy triều dâng. Hơn 3 tháng qua, khi thấy người dân chịu cảnh ngập xe chết máy và đôi khi gặp phải tình trạng bị chặt chém khi sửa xe, anh Đoàn Thanh Trung, 42 tuổi, ở xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, cùng một số thanh niên mang đồ nghề đến mượn chỗ để sửa xe miễn phí cho người dân. Giúp được nhiều người, thấy bà con vui, nhiều thanh niên khác cũng tình nguyện tham gia nhóm sửa xe miễn phí này. Từ 1-2 người, đến nay, nhóm đã có 10 thành viên. Nó gặp bà con dắt xe đây, mình thay đồ, mình coi cái gì mình tha chết thay mà mình thay mình hỗ trợ mình thay miễn phí cho bà con mình đâu ấy, mình thay miễn phí cho con hỗ trợ cho bà con đi nước ngập mình bỏ công ra mình công làm mình đâu mất gì đâu mình được niềm vui. Con ngồi sẵn rồi em thấy bà con chết máy nè, chỉ có mấy người sửa xe kiểu như người ta lấy tiền đó, rồi mình thấy cũng không được nên mình ra đây mình phụ với anh em làm sửa xe miễn phí cho bà con. Khi mỗi khi chiều cường lên á, tại vì có một số người ta cũng sửa xe nhưng mà thấy ăn mắc tiền quá đó, cái mình mới nói anh ra tôi sửa đây miễn phí cho đỡ những người ví dụ người ta đi làm công nhân rồi tiền lương tháng không có nhiêu rồi thêm cái nữa rồi về rồi bị tối mà không có tiệm sửa xe nữa rồi thấy khó khăn vậy đó rồi mình thấy vậy thôi mình cái chuyện về đáng mình nên làm để giúp cho bà con cô bác. Ở cái tuổi 65, việc xe chết máy vì nước ngập trên đường quả là một thử thách không nhỏ với ông Nguyễn Văn Á. Được các thanh niên hỗ trợ dắt xe và còn sửa miễn phí làm ông hết sức cảm kích. Nhiều phụ nữ trong lúc đi đón cháu, đón con, khi nhận được sự chia sẻ này quả là vô cùng ý nghĩa. Mấy chú đây cũng nhiệt tình lắm, giúp đỡ dân vậy là tốt. Sửa xe đây giúp cho bà con bị nước ngập á, rồi xe cộ bị chạy, mấy em thấy sốt sắng lắm. Những thành viên có các cơ duyên khác nhau để tham gia nhóm sửa xe miễn phí này.
Có người từng nhận sự giúp đỡ của nhóm rồi sau đó tình nguyện gia nhập. Có người chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp ấy rồi tranh thủ thu xếp công việc cá nhân để tham gia. Và phần lớn những anh em trong nhóm đều không phải khá giả gì, nhưng mọi người đều trân trọng những việc làm có ích và có ý nghĩa. Đối với các thành viên câu lạc bộ sửa xe thanh niên xã Nhân Đức, lời cảm ơn và nụ cười của người dân chính là động lực giúp họ gắn bó với công việc ý nghĩa này. Trong sự phát triển của đô thị và những tác động khách quan, một trong những lĩnh vực còn nhiều hạn chế của thành phố Hồ Chí Minh là chưa thể khắc phục triệt để tình trạng ngập nước sau những cơn mưa hoặc những đợt triều cường. Điều đó đã thực sự làm nhiều người dân hết sức bức xúc. Trong những lúc phiền toái và khó chịu khi bỗng dưng bị chết máy xe giữa đường, thì việc nhận được sự giúp đỡ của những thành viên câu lạc bộ sửa xe miễn phí đã làm cho nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn. Tiếp theo chương trình Toàn cảnh 24 giờ là các tin nóng đáng chú ý khác. Bắt đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. Bình Thuận, xe khách tông hàng loạt xe máy, hai mẹ con chết tại chỗ. Sáng nay, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng huyện Kỳ Anh tổ chức hủy nổ quả bom còn sót lại từ chiến tranh chống Mỹ. Trước đó, trong khi san lấp mặt bằng nhà bán trú trường mầm non xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, người dân phát hiện một quả bom còn nguyên vẹn nên thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng để có phương án xử lý. Đây là quả bom MK-82 có trọng lượng 250kg do Mỹ sản xuất, được thả xuống địa bàn Kỳ Lâm trong những năm 1970. Quả bom có sức công phá cực lớn, vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm. Việc hủy nổ diễn ra an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật. Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản, trong đó có nhiều bị hại là người nước ngoài. Đối tượng là Võ Văn Trung, 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long và không có chỗ ở ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung bị bắt quả tang khi đang sử dụng xe máy đã lừa đảo chiếm đoạt của một người phụ nữ tại quận Bình Thạnh. Làm việc với công an, Trung đã khai sử dụng chiếc xe này thực hiện 6 vụ cướp giật khác, chủ yếu là điện thoại có giá trị như iPhone và túi sách của người đi đường, trong đó có 4 vụ nạn nhân là người nước ngoài. Chiều hôm qua, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai mẹ con chết thảm và nhiều người bị thương. Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Cúc Tùng chạy hướng Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ tông vào xe máy của chị Nguyễn Thị Kim Hoa, 38 tuổi, đang chở theo con gái 17 tuổi, làm cả hai mẹ con tử vong tại chỗ. Xe khách tiếp tục lao qua bên kia đường, tông thêm 3 chiếc xe máy khác đang chạy theo chiều ngược lại, làm 6 người khác bị thương nặng. Thưa quý vị, bệnh đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch máu có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhưng thời gian gần đây, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ, có người dưới 30 tuổi. Các bác sĩ cho biết yếu tố nguy cơ của đột quỵ thiếu máu não xảy ra ở người trẻ, hầu hết đều có liên quan đến lối sống và môi trường sống. Theo một nghiên cứu, mỗi ngày tại Việt Nam có trên 3.000 người bị đột quỵ não. Mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ não mới. Thống kê tại các khoa thần kinh trên toàn quốc trong vài năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có chiều hướng tăng lên từ 1,7% đến 2,5%, tỷ lệ nam cao gấp 4 lần nữ. Đặc biệt, độ tuổi bị tai biến mạch máu não đang dần trẻ hóa, trước đây thường là từ 50 đến 60 tuổi. Trong năm 2017, riêng tại phân khoa can thiệp đột quỵ thuộc khoa hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nhận điều trị can thiệp cho khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não đến sớm. Tỷ lệ cải thiện vận động khoảng 70% trong tổng số các trường hợp được can thiệp. Các yếu tố liên quan đột quỵ tắc mạch máu não đã được nghiên cứu bao gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, sử dụng thuốc ngừa thai, lạm dụng rượu bia, hội chứng ngưng thở lúc ngủ và béo phì. Ngoài ra, một yếu tố nguy cơ gần đây được đề cập là ô nhiễm không khí theo một nghiên cứu tại Israel. Tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng nhiều tại các nước đang phát triển. Thì một bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não thường thường nó khởi phát bệnh rất là đột ngột. Đột ngột bệnh nhân mất tri giác, liệt mặt thì gây méo cái miệng của bệnh nhân, nói ngọng và liệt nửa người.
Thì khi mà chúng ta phát hiện bệnh nhân có một trong các triệu chứng kia, nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến những cái trung tâm y tế mà có cái đơn vị can thiệp mạch não để tái thông mạch não cho bệnh nhân. Khi mà di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện thì chúng ta nên đặt bệnh nhân nằm nghiêng một bên. Cái tư thế nằm nghiêng nó giúp bệnh nhân là giảm được cái nguy cơ hít sặc khi mà nôn ói. Chúng ta không nên dùng những cái phương pháp gia truyền để điều trị cho bệnh nhân tại nhà. Vì mỗi phút trôi qua mà bệnh nhân không nhận được cái điều trị đặc hiệu thì tổn thương não nó sẽ nhiều lên. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24gia@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18h30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, Bảo Anh và Xuân Hiến thân ái chào tạm biệt.